ca phẫu thuật này thực ra thì cái khó là nó dính dạng bụng chậu bốn chân, thì tất cả những cháu bụng chậu thì nó đều hở cái xương mu, và cái chuyện đóng lại cái xương mu để cho các cơ quan nó mới nằm đúng vị trí nó được, thì khó khăn bây giờ đang ở cái thì đó, đang làm cái thì đó. Nếu đóng và anh em đã đục xương được một nửa rồi, tôi mới bác sĩ Nguyễn Trần Nam mới bắt cóc tôi xuống đây được, tại vì đã đục một nửa, còn nửa nữa xương chậu lại thì tất cả cơ quan sẽ nằm đúng vị trí, và các cháu có rất có hy vọng là sống bình thường, đứng lên đi lại được. Từ sáng đến giờ thì mọi cái gọi là thì mổ đó, nó diễn ra theo như dự tính, và chỉ đến cái thì đục xương này á thì nó mới phải truyền máu thôi, còn trước đó là không có phải truyền máu cũng như đã dự tính trước. Và hiện giờ là đang tách hai bên cái khung chậu của hai cháu để khép cái khung chậu lại, thì sẽ tiến hành cái nối đường niệu và nối đường ruột và đóng. Sức khỏe của hai bé từ sáng đến giờ nó được luôn luôn ổn định, bởi vì các cái thì mổ đã diễn ra như đã thảo luận trước đây. Đây là một bệnh viện rất hiện đại, đạt mức của thế giới, và trang bị cũng rất hiện đại, cũng đúng tầm mức thế giới, không có khó khăn như 32 năm trước. Đó là cái điều khác biệt. Và tôi có cái hạnh phúc là trong 32 năm qua tham gia vào hai ca mổ thuộc loại khó và hiếm, bởi vì như ca mổ Việt Đức là bụng chậu có 3 chân, còn cái này bụng chậu có 4 chân, thì nó cũng là một cái loại đó, loại thuộc loại 6% trong số các ca mà song sinh với nhau của thế giới, thì được chứng kiến một sự kiện, tức là sự tiến bộ vượt bậc của chúng ta về mọi mặt, đặc biệt là trang bị của ngành y tế chúng ta một trời một vực. Những đồ mà chúng tôi được viện trợ từ nhân dân Nhật Bản, chứ lúc đó chính phủ Nhật cũng đang cấm vận chúng ta, thì bây giờ chúng ta có đủ và còn tốt hơn nữa như ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố này. Đó là một cái hạnh phúc được chứng kiến nha. Rồi cái hạnh phúc thứ hai của tôi là được tham gia, trước đây thì đích thân tôi là trưởng kiếp mổ và kiêm phẫu thuật viên chính, thì bây giờ các đệ tử của tôi đã rất là vững vàng, phần lớn trong ca mổ đều là đàn em hoặc là học trò của tôi. Tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định là học trò, bây giờ là trưởng kiếp mổ này. Đó là một điều hạnh phúc không phải ai cũng có được đó, mà mình vẫn đủ sức khỏe để làm cố vấn từ sáng đến giờ, cũng chả thấy gì là mỏi mệt, vì cái một là mình giữ sức khỏe tốt, hai là cái sự hào hứng của sự tham gia vào những ca mổ này, những cháu cứu, những cháu bé như thế này không phải ai cũng có được cái niềm hạnh phúc, bởi vì người ta nói câu này không ai có được cái hạnh phúc là cứu được các cháu bé thập tử nhất sinh, không có phẫu thuật viên nào có được cái hạnh phúc như thế. Anh Việt là được các cô các chú các bác trong làng Hòa Bình chăm sóc từ bữa ăn giấc ngủ, anh thì không có làm gì hết, chỉ lâu lâu đến chơi với anh thôi, tại vì anh Việt là sống được 19 năm, trong cái khoảng thời gian 19 năm đó thì cái cuộc sống của anh Việt là đời sống thực vật mà, đi màng não mà, đâu có sinh hoạt, đâu có nói chuyện, đâu có làm gì được đâu. Thì đương nhiên thì khi anh mình mất thì nó có một cảm xúc, nói chung là cũng rất là buồn, tại vì trong gia đình chỉ có mình hai anh em thôi. 10 năm qua, Nguyễn Đức làm việc như một người bình thường tại làng Hòa Bình và lập gia đình như mọi chàng trai khác. May mắn, gia đình anh chị sinh được hai bé song sinh, Phú Sĩ và anh Đào, nay đã được 4 tuổi.
là lao động chính trong nhà. Ngoài công việc bình thường, Nguyễn Đức vẫn tích cực tham gia nhiều công tác xã hội khác để khẳng định bản lĩnh của mình, đồng thời cũng chăm sóc gia đình như trách nhiệm của người chồng, người cha. Và là ca mổ đầu tiên thế giới mà một cháu bé đã bị bại não, mà bại não đối với phẫu thuật lâu như Việt Đức là trong lịch sử chưa ai làm. Sau khi chúng ta làm xong thì chính người Mỹ mới bắt chước làm hai ca tiếp theo. Giờ đây hai bé đã có thể ngồi, đánh dấu một bước lớn về sự phục hồi trong niềm vui mừng của ba mẹ.